Cảm ơn Chúa. Xin kính chào Thánh. Cảm ơn Chúa bởi cớ là Chúa cho tôi còn sống, còn gặp được quý vị. Đó là phước hạnh lớn. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa bởi buổi chiều hôm nay thật là phước hạnh khi mà chúng ta được thờ phượng Chúa, được tự do tôn vinh Chúa, được bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với Chúa qua những lời chứng. Thì tôi nói rằng là không có một cái sự phước hạnh nào lớn hơn cái điều đó. Bởi lẽ rằng là hiện nay thì rất là nhiều nơi không được nhóm lại bởi tình hình dịch bệnh, bởi tình hình này nọ đủ thứ. Nhưng mà chúng ta thì thật là tuyệt vời bởi cớ là chúng ta có được cái thời giờ buổi chiều nhóm lại ở đây một cách rất là tự do. Tôi nhớ đây khoảng chừng cỡ mười mấy năm về trước không phải giống như vậy đâu. Vừa nhóm lại vừa hồi hộp. Nhưng bây giờ thì vừa nhóm lại vừa vui mừng. Tạ ơn Chúa là buổi chiều hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Ở trong một chủ đề tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là quen thuộc, đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Một chủ đề cũng rất là quen thuộc thôi, thường thì chúng ta được nhắc đến là phải kính sợ Chúa, kính sợ Chúa. Cái câu đó hình như nó quen rồi. Nhưng mà thời gian gần đây thì tôi suy gẫm lại, tôi thấy rằng là này nó đúng là tạo ra một cái sự quen thuộc của chúng ta. Quen đến nỗi mà tới giờ chúng ta không biết nó là cái gì nữa. Bởi vì khi mà hỏi tới kính sợ Chúa thì ai cũng hiểu, ai cũng biết. Nhưng mà nói là làm sao để biết được một người đó kính sợ Chúa, làm sao để có thể thể hiện cái sự kính thể sợ Chúa của chúng ta cho người khác, thì lúc đó hơi ngập ngừng. Do đó phải nói rằng là cái đề tài kính sợ Đức Chúa Trời thì đó là một cái đề tài hấp dẫn, quen thuộc. Nhưng mà khi mà đi vào một vấn đề cụ thể thì chúng ta khó có thể hình dung ra được cái nếp sống của một người kính sợ Chúa như thế nào. Cái gì đó biểu lộ ra được là chúng ta là người kính sợ Chúa đây. Khó đâu quý vị. Và buổi chiều hôm nay thì với cái đề tài là cuộc đời sống kính sợ Đức Chúa Trời, ngắn gọn lại thôi, chỉ đi vào một hai cái cạnh thôi, đó là cái sự kính sợ Chúa đó là cái gì, và làm thế nào để chúng ta có một đời sống kính sợ Chúa thực sự mà người khác. Dĩ nhiên thì Chúa nhìn vào thì Chúa thấy, Chúa biết rồi. Bởi vì con người ta nhìn bên ngoài, nhưng Chúa nhìn vào trong tấm lòng, Chúa hiểu, Chúa biết. Không có chạy đâu khỏi, không có nói dối được, không có giấu giếm gì được hết. Nhưng mà đối với con người, làm sao để chúng ta có thể nhận diện được một người qua nếp sống của họ là một người thực sự kính sợ Chúa? Hay nói cách khác là chúng ta bày tỏ được cái nếp sống kính sợ Chúa của chính chúng ta ra người khác, để qua đó chúng ta bày tỏ sự sáng của Đức Chúa Trời, của Chúa chúng ta rồi giữa thế gian và tối nay. Khi mà đọc Kinh Thánh thì tôi thấy rằng là có khoảng hơn 50 lần ở trong Kinh Thánh nói tới việc đừng sợ. Đừng sợ nó ngược lại với sự kính sợ, cũng có giống chữ sợ trong đó phải không quý vị? Nhưng mà ở đây thì Chúa nói là đừng sợ. Ví dụ như Chúa Giêsu nói với các môn đồ khi mà ở trên bờ, trên biển đó, rồi sóng bão, rồi gió thổi đùng đùng. Chúa Giêsu ngày đi bộ trên biển, các môn đồ nhìn tưởng ma. Chúa Giêsu nói ta đây, đừng sợ. Một đàn thì Chúa nói là đừng sợ. Nhưng mà ở đây thì sứ điệp buổi chiều hôm nay chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc lời suy gẫm lời Chúa thì Chúa chúng ta cũng có thấy sợ đó là lời Chúa nói kính sợ Chúa. Vậy kính sợ Chúa là cái gì? Nó có đi ngược lại cái mặt lệnh của Chúa. Chúa nói đừng sợ không? Đối với Chúa đó nha, Chúa nói đừng sợ, ta đây mà đừng sợ. Nhưng mà giờ đây thì nó có thêm kính sợ. Thế này kính sợ Chúa là cái gì? Một người mà có cái sự khôn ngoan á, làm sao chúng ta biết được người đó là khôn ngoan? Nói như một người khôn ngoan bình thường thôi. Người đó có thể rằng là có vẻ mặt bên ngoài sáng láng, rồi tươi, không có héo, không có ủ dột, không có buồn bã, tươi mới ở trên gương mặt. Người đó có cái suy nghĩ là tốt, suy nghĩ sáng tạo, suy nghĩ hay hơn những người khác. Hay là có một cái ý kiến có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà người khác chưa biết cách giải quyết như thế nào. Người đời người ta nói người đó có thể là khôn ngoan. Nhưng mà nói về khôn ngoan á thì nó mênh mông lắm. Bởi vì trong đó có khôn ngoan vặt, khôn ngoan thông thái, rồi là khôn ngoan theo kiểu là lừa đảo. Lừa đảo cũng là một dạng khôn ngoan.
thì làm sao chúng ta có thể là nhìn vào một người để chúng ta biết người khôn ngoan? Đó đã khó rồi, huống hồ gì chúng ta thấy được cái gì đó nó còn ẩn chứa ở bên trong, đó là sự kính sợ Chúa, khó có thể nói được. Nhưng để chúng ta thấy được một người khôn ngoan ở trong Chúa thì có thể rằng chúng ta coi nếp sống của họ, không phải là người ta biểu lộ được những cái tư tưởng hay những cái ý kiến hay những cái cách giải quyết khôn ngoan có lợi cho nhiều người hay cho chính bản thân họ, nhưng qua cái nếp sống, nếu người đó là người kính sợ Chúa thì chắc chắn người đó là người khôn ngoan. Đó là cái sự biểu hiện của người khôn ngoan. Còn nếu là bày tỏ sự thông thái hay là một cái cách giải quyết tốt hay là có một sự lanh lợi ở trong sự đối đáp, tất cả những điều đó nó chỉ là một phần của sự khôn ngoan thôi. Nhưng mà nếu mà người nào mà kính sợ Chúa thì chắc chắn là người đó là có sự khôn ngoan thật. Lời Chúa ở trong sách Gióp đoạn 28 câu 28: sự kính sợ Chúa ấy là khôn ngoan, kính sợ Chúa Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Cái sự khôn ngoan của con người đó thì có từng lúc thôi. Có thể rằng là hồi nhỏ chưa khôn ngoan, rồi trưởng thành một chút thì khôn ngoan, nhưng mà già thì lũ lẫn. Nhưng mà ở trong Chúa, người nào mà kính sợ Chúa thì sao? Thì sẽ trở nên khôn ngoan, và cái khôn ngoan nó còn đến đời đời. Lý do tại sao mà Kinh Thánh nói như thế? Bởi vì cái sự khôn ngoan đó nó đến từ Chúa, đến từ một cái gốc tích là đời đời. Và chính cái sự đời đời của Chúa đó nó truyền đến cho người tin kính sợ Chúa từ đời này qua đời kia, và không phải là cái sự khôn ngoan đó cho một đời, nhưng mà cho nhiều đời. Mà lời Chúa nói Chúa ban phước cho đến ngàn đời. Cho đó khi mà một người kính sợ Chúa đó, thì bày tỏ ra được một cái điều mà ai cũng mong muốn ở trên cõi đời này, đó là làm sao cho đời sống chúng ta có được sự khôn ngoan, không phải là trở nên một người dại nhưng là một người khôn. Do đó kính sợ Chúa nó rất là quan trọng trong một cuộc đời của con người. Không ai muốn trở nên một người dại hết, ai cũng muốn trở nên người khôn. Người khôn đó thì phải cần có sự kính sợ Chúa, đó là một cái sự quan trọng lớn. Cái sự quan trọng thứ hai như lúc nãy tôi nói đó là gì? Đó là sự kính sợ Chúa thì đem đến cái sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan đó là sự khôn ngoan đời đời, chứ không phải là khôn ngoan ở trong những cái giai đoạn. Cái điều thứ hai nữa mà cái sự kính sợ Chúa làm cho chúng ta phải tìm kiếm, bởi vì nó rất là quan trọng, mỗi người trong chúng ta đều có một cái trách nhiệm, đó là trách nhiệm lãnh đạo. Khi mà tôi nói ra điều này thì nhiều người phản ứng, nó không có, tôi là dân mà nó có lãnh đạo gì đâu. Có phải vậy không ạ? Có người nghĩ tôi không có làm chức tốt gì ở trong xã hội này hết, do đó tôi không phải người lãnh đạo. Đa phần thì ai cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà xin thưa, chúng ta có một gia đình, chúng ta là người lãnh đạo ở trong đó, đó là người cha, người mẹ, lãnh đạo các con cái của mình, lãnh đạo cái nhà của mình, lãnh đạo cái gia đình, cái tập thể 3-4 người đó. Và một trong những yếu tố rất quan trọng của một xã hội đó là gia đình. Gia đình đó có vững mặt, có vững chắc, có tồn tại, có phát triển một cách tốt lành thì cái xã hội đó mới được phát triển. Và cái xã hội phát triển thì nhờ nền tảng là gia đình. Ở trong gia đình thì cần có sự lãnh đạo. Do đó hầu hết tất cả mọi người ở trên thế giới này thì đều ở trong cái vai trò lãnh đạo, ít ra cũng trong cái tập thể, cái tổ chức nhỏ đó là gia đình của mình. Ở trong cái hệ thống của họ hàng mình, đó là anh chị em, cô dì chú bác, trở nên một cái cơ cấu của nền tảng xã hội. Và chính vì điều đó, Chúa nói rằng là cái sự kính sợ Đức Chúa Trời đó thì nó quan trọng, bởi vì ai thì cũng phải dính đến sự cai trị, sự lãnh đạo. Và người công bình đó thì làm công việc lãnh đạo, mà công việc lãnh đạo của người công bình thì cần phải có sự kính sợ Chúa. Đó là Đức Chúa Trời. Samuel nhất Kinh Thánh Samuel nhì đoạn 23 câu 3, lời Chúa chỉ cho chúng ta rằng người nào cai trị các công bình thì người đó phải dùng cách kính sợ Đức Chúa Trời. Muốn trở nên một người lãnh đạo tốt, tức là người cha, người mẹ trong gia đình của mình, là điều đó ai cũng muốn, thì điều đầu tiên là phải kính sợ Chúa.
Và chúng ta đừng có nghĩ rằng cái sự kính sợ Chúa đó không quan trọng. Sự kính sợ Chúa đó chỉ có đến với một số người thôi. Không phải, thưa quý vị, Chúa muốn tất cả mọi người đều phải kính sợ Chúa. Và cái sự kính sợ Chúa đó nó phải được bày tỏ ra. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là ở trong xã hội này chỉ có những người tin Chúa chúng ta thì không có kính sợ Chúa, còn nhiều người nữa. Mà chúng ta như hôm nãy tôi trong phần giới thiệu có nói, khó mà có thể chúng ta biết được cái sự kính sợ Chúa của một con người bộc lộ ra như thế nào để biết được. Và trong Kinh Thánh có kể đến một cái câu chuyện như thế này để chúng ta thấy rằng là cái suy nghĩ của con người nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, chúng ta dễ bị sai lầm. Ở đây ai cũng biết rằng là ông Abraham phải không ạ? Ông Abraham trong một chuyến du hành đi qua Ai Cập, và ông mới nghĩ rằng là người Ai Cập thì không có ai kính sợ Chúa hết. Do đó ông mới dặn với vợ con là bà Sarah, hồi đi qua ông nói nhớ nói anh nha, đừng nói chồng nha, điều đó nó hắn anh nè, kêu anh nè. À, lý do là sao? Bởi vì nếu nói chồng thì bây giờ bên đó dân đó dặn anh giết chồng để lấy vợ, do đó nói anh thôi để còn sống. Lý do tại sao Abraham nói điều đó với vợ con? Bởi vì ông có nghĩ rằng người Ai Cập là cái người mà không có kính sợ Chúa. Nhưng mà thật sự thì sao? Khi đến đó, vua Ai Cập là người kính sợ Chúa. Khi mà Chúa nói đến cái việc mà đừng có đụng tới vợ của ông Abraham ông Abraham là coi chừng chết rồi. Ông kính sợ Chúa, ông vâng lời, ông kêu ông Abraham tới nói sao người giống ta? Để là mém chết bởi sự trừng phạt của Chúa. Và trong Kinh Thánh nói, vua Ai Cập là người kính sợ Chúa. Đôi lúc chúng ta cứ tưởng chừng như là một người nào đó, người đó bình thường không kính sợ Chúa, nhưng mà thực sự ra cái sự kính sợ Chúa nó nằm ở trong lòng. Nhưng mà vấn đề là làm sao để có thể bày tỏ được sự kính sợ Chúa đó ra ngoài. Và đó là cái nhu cầu mà Chúa muốn chúng ta, muốn con cái của Ngài bày tỏ được cái nếp sống kính sợ Chúa. Bởi vì cái sự kính sợ Chúa nó rất là quan trọng. Trước đây chính tôi cũng vậy, cũng hiểu rằng rất là dễ hiểu về vấn đề kính sợ Chúa, nhưng mà hiểu một cách tường tận để bộc lộ qua nếp sống của mình phải nói là chúng ta còn cố hơn. Và cảm ơn Chúa là buổi sáng hôm nay, buổi tờ chiều hôm nay, cây ơn Chúa chúng ta cùng làm sao để biết được, cũng bày tỏ, cũng hiểu được cách sống là thế nào để chúng ta có thể bày tỏ được cái sự kính sợ Chúa cho dân ngoại, cho những người xung quanh. Amen. Chúng ta khao khát điều đó. Cái sự kính sợ Đức Chúa Trời rất là quan trọng rồi. Rồi cái ý nghĩa của nó như thế nào? Ý nghĩa của nó, một trong những điều mà ai cũng phải quan tâm đến đó là sự sống. Không ai muốn chết hết rồi quý vị đâu. Không ai muốn chết hết. Dù cho sức tàn lực cạn hết rồi cũng muốn mong nó còn sống mà. Và chính vì điều đó chúng ta cần phải kính sợ Chúa. Lời của Chúa nói là kính sợ Chúa đó là nguồn của sự sống. Trong Ngôn đoạn 14 câu 26, 27 lời Chúa chép như thế này: trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ có một nơi ẩn núp. Câu 27 thì nói rất là rõ, sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn là một nguồn sự sống, đặt khiến người ta tránh khỏi bẫy của sự chết. Vậy thì vậy chứ nếu mà chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta có được nguồn sự sống rồi. Mà chắc chắn ở trong Chúa thì chúng ta có sự sống đời đời. Và điều đó làm cho chúng ta thấy rằng là bây giờ có một cái động lực nó thôi thúc chúng ta phải làm sao bày tỏ được cái sự kính sợ Chúa trên đời sống chúng ta ra cho người ngoài biết. Bởi vì đó là cái nguồn sống của chúng ta. Có ba điều ở trong cái câu này. Thứ nhất là nếu mà chúng ta kính sợ Chúa thì nơi đó là cái nơi mà chúng ta luôn cậy vững chắc nhất. Không có một chỗ nào để mà chúng ta nhờ cậy, mà chắc chắn bằng luôn cậy nơi cái Đức Chúa Trời là bằng sự kính sợ Chúa. Cái thứ hai nữa, nơi mà Đức Chúa Trời Ngài chúng ta nương cậy đó, thì nơi đó là cái nơi ẩn núp. Tại sao có chữ ẩn núp ở đây? Bởi vì chúng ta đang sống ở dưới thế gian này được bao vây bởi nhiều cái tai họa, mà mỗi cái tai họa đó càng ngày càng tăng lên, cái mức độ nó càng phức tạp, càng dữ dằn hơn nữa. Hồi đó giờ chưa có bệnh dịch nào, cái bệnh dịch mà khủng khiếp nhất mà lịch sử là người ghi nhận là bệnh dịch hạch cái dịch tả ở trong Thế chiến lần thứ nhất, rồi Thế chiến lần thứ hai. Đó là một cái sự khủng khiếp đến với nhân loại rồi. Nhưng mà mới đây thôi, chúng ta thấy cái Covid-19 thấy khủng khiếp. Mới cách đây mấy ngày thôi, bên Ấn Độ đó, người ta đang đi ngoài đường, ta ngã ra đến chết và không có kịp để thôi.
ẩn nấp chặt chặt. Nhưng mà dù cho có nương cậy vững chắc rồi có ẩn nấp gì nữa thì tai họa nó cũng vẫn rình rập ở đó, sự chết cũng bao phủ. Nhưng đặc biệt ở đây thì sao, chúng ta kính sợ Chúa thì nơi Đức Chúa Trời chúng ta thì vốn đó là nguồn sự sống, mà là giúp cho con người mà ở trong cái sự kính sợ Chúa đó thì tránh được khỏi cái bẫy của sự chết. Cái sự kính sợ Chúa đó nó có phải là ngẫu nhiên nó đến không, hay là nó bẩm sinh không? Thưa không, Chúa nói chúng ta phải tập tành, phải học, phải rèn luyện để có đời sống kính sợ Chúa. Ở trong phục truyền đoạn 4 câu 10 lời Chúa chỉ dẫn chúng ta: hãy kính sợ Chúa, hầu cho tập tành kính sợ ta đương lúc họ đang sống nơi thế thượng này. Lời Đức Chúa Trời nói với dân sự của Chúa là dân Israel thời đó là phải tập tành, phải tập tành kính sợ Chúa. Tập tành đây có nghĩa là cái gì? Thưa quý vị, có nghĩa là chúng ta đi từng bước một, giống như học ABC rồi đó, xong rồi học tránh vần, rồi đó là học ráp thành câu, rồi học viết thành một cái câu hoàn chỉnh, rồi viết thành bài văn, hay là viết thành một cái bài luận. Từng bước, đó là cái tập tành. Tập tành là bước khởi đầu, sau đó tăng trưởng, đi đến một cái kết quả cao hơn. Và Chúa muốn chúng ta phải học cái điều đó để mỗi ngày chúng ta bước đi ở trong sự kính sợ Chúa, mỗi ngày tăng tiến hơn. Mỗi ngày chúng ta có cái sự kính trọng Chúa nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn để chúng ta còn sợ khi mà đối diện với sự phán xét của Chúa. Và đó là mong muốn của Đức Chúa Trời, muốn con dân của Chúa từ lúc mới bắt đầu tin Chúa thì tập thành cái sự kính sợ Chúa bằng những cái đơn giản nhất, cái khó nhất, rồi càng ngày càng lớn lên, để không phải giống như em bé cứ ăn sữa hoài, nhưng mà phải ăn được đồ cứng nữa để mới có thể bên chúng ta. Và đó là cái mục đích mà Đức Chúa Trời ngài muốn con cái của Chúa phải kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa thì phải học tâm, phải tập tăng sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa rất là quan trọng, bởi vì sự kính sợ Chúa sẽ giúp đỡ cho gia đình của mình được tăng trưởng, được mạnh mẽ, được phước hạnh. Sự kính sợ Chúa nó đem lại nguồn sống cho chúng ta, được bảo vệ chúng ta ở trong cái thế giới nó đang gặp nhiều cái nhiễu loạn, đang gặp nhiều cái đau khổ này. Và hơn thế nữa, cái sự kính sợ Chúa đó là mạng lệnh. Mạng lệnh có nghĩa là bắt buộc phải làm. Ở trong phục truyền được lệ ký đoạn 6 câu 13, lời của Chúa đưa ra như một cách thật là chắc chắn để muốn con dân của Chúa phải làm: ngươi phải kính sợ Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hầu việc ngài. Ở đây có cái từ ngữ là phải. Phải có nghĩa là bắt buộc, là con dân của Chúa phải bắt buộc, bắt buộc phải kính sợ Chúa. Và cái nhiệm vụ bổn phận sự, tôi thường nói vui là có cái câu trách nhiệm vụ bổn phận sự, nghe nó liền liền với nhau phải không? Trách nhiệm trong nhiệm vụ bổn phận sự, cái câu trách nhiệm vụ bổn phận sự nói lên một cái công việc phải làm. Lời của Chúa truyền đạo đoạn 12 câu 13, lời Chúa há kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của ngài, ấy là trọn vẹn phận sự của người. Chúa muốn chúng ta có cái chúng ta phải làm điều đó, kính sợ Chúa, giữ điều răn của Chúa, đó là trọn nhiệm vụ đó. Và đó là những cái điều Chúa muốn, và cụ thể là vì Chúa muốn chúng ta làm. Một người mà bày tỏ được cái sự kính sợ Chúa là bày tỏ cái thái độ, bày tỏ cái hành động. Thái độ có nghĩa là cái nói về hành động trước thì cho nó dễ hiểu. Hành động có những công việc làm của mình để cho người khác họ nhìn thấy cái hành động đó và họ biết được mình là người đã kính sợ Chúa. Và cái thái độ để bày tỏ, thái độ có nghĩa là cái hình thức, cái nội dung của bên trong của cái hành động đó, nó nói lên cái thái độ. Thí dụ như cái thái độ của một người, cái hành động của một người đó là giúp đỡ, tức là bố thí cho một người nghèo hay một người đang thiếu thốn, lấy tiền ra đưa cho cái người đang gặp khó khăn, đó là cái hành động bố thí giúp đỡ.
34 thêm. À, đại loại là như vậy. Nhưng cái hành động nó chưa nói gì được cái nội dung ở bên trong. Mà cái thái độ của bên trong của cái hành động mà lấy tiền ra rồi giúp cho cái người nghèo, giúp cho người khó khăn đó, thì nó nói lên được cái nội dung của cái bên trong của hành động lấy tiền ra để giúp cho người nghèo. Có khi nào chúng ta thấy rằng là khi mà móc tiền ra giúp là quăng tay, đó là thái độ đó. Thái độ nó biểu hiện cái hành động, cũng là giúp cho một tờ 500 ngàn đó cầm quăng vào cái để giúp tiền ra. Thì cái thái độ đó nó nói lên cái ý nghĩa bên trong của cái việc giúp 5 ngàn cho người, 500 ngàn đó cho người nghèo, nó lên cái gì? Giúp 500 ngàn thì dù cho có quăng xuống hay là đưa bằng hai tay hay là quỳ xuống đưa thì cũng là giúp. Nhưng mà quỳ xuống để đưa hoặc là đưa bằng một cách là thân thiết hay là cầm quăng thì ba cái ý nghĩa nó khác nhau. Đó là thái độ. Chúa muốn chúng ta kính sợ Chúa không phải chỉ bằng hành động, nhờ bằng cái thái độ. Thái độ đó ở trong lòng được bày tỏ ra qua gương mặt, qua cái cách thức, qua cái hành động của mình. Do đó không phải chỉ kính sợ Chúa bằng cách là quỳ lạy Chúa hay là kính kiền vào trong cái sự thờ phượng Chúa, nhưng mà còn bày tỏ cái thái độ của mình nữa qua cái hành động đó. Tức là bày tỏ cái tấm lòng bên trong của mình ở trong cái hành động. Và những hành động đó là những hành động gì? Cái việc đầu tiên của một người kính sợ Chúa đó là ghét điều ác. Trong ngôn đoạn 8 câu 13, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Điều ác là gì? Điều ác là điều ngược, đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là chỉ có thờ phượng ta, là Đức Chúa Trời, chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà có nhiều người, con cái của Chúa, muốn thờ thêm ông này ông kia đó cho nó cho chắc ăn. Lỡ ông này không có thì còn có ông kia. À, đứng cậy nơi Chúa nhưng mà còn đi biểu bà chú xứ, đi núi xa, đi núi Bà Đen, đi chùa này ông kia chẳng hạn, thì đó là cái cách, cái mà nói rằng là sao, đó điều ác đó. Cái ghét điều ác đó không phải là mình chỉ tránh mình không làm ác, nhưng mà cái điều ác ở đây nó còn có thêm nữa là mình ủng hộ cho người làm ác, hoặc là mình làm ngơ với điều ác. Thì đó là gì? Đó là cái người mà không có bày tỏ sự kính sợ Chúa. Có một điều rất là đặc biệt đây thưa quý vị, chúng ta phải hiểu biết của Chúa, chúng ta Chúa của sự thiện lành, Chúa của yêu thương. Yêu thương nó ngược lại với điều ác. Chúa của sự thánh khiết thì ngược lại với sự ô uế. Và chính vì những cái điều như vậy đó, thì chúng ta phải bày tỏ không những là chỉ có hành động, nhưng mà còn là thái độ của chúng ta đối với những điều ác hoặc là tương tự như điều ác. Điều ác đó là gì? Đó là sự ganh ghét. Đó là cũng điều ác. Mình thấy một người kia họ có những cái gì đó tốt hơn mình, họ có nhiều điều thuận lợi hơn mình, thế thì mình nảy sinh ở trong lòng có cái sự ganh ghét, có hay là có cái sự ganh tị. Thì đó là gì? Đó là cái người mà không có kính sợ Chúa. Không kính sợ Chúa thì mới có lòng ganh tị, có lòng ghen ghét. Không có sự kính sợ Chúa, do đó người đó mới có cái sự nói hành với nhau, nói xấu với nhau. Do đó nếu mà người nào mà kính sợ Chúa thì sao? Người đó phải bày tỏ ra bằng cái hành động và thái độ ghét điều ác. Một trong những điều ác đó nữa là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo thì đi ngược lại với sự khiêm nhường. Chúa thì rất là ghét cái sự kiêu ngạo, bởi vì sự kiêu ngạo đi trước thì bại hoại đi theo sau. Chúa không muốn con cái của Chúa phải bị chết bởi sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo bộc lộ trên đời sống chúng ta là đó là một cái con đường mà dắt con người đó đi đến sự chết. Và Chúa không muốn con cái của Chúa bị chết. Do đó Chúa muốn con cái của Chúa phải kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa thì ghét cái sự kiêu ngạo. Và có một điều nữa, nó tương tự như điều ác, nó dính líu tới cái miệng. Có người dân gian người ta nói đó, coi vậy chứ không sao. Nó nói vậy chứ trong lòng nó thiện lắm, trong lòng nó hiền lắm. Nhưng cũng có cái nói đó, có câu nói khác, nó coi vậy chứ không được. Khẩu Phật tâm xà, nó nói vậy chứ lòng nó khác. Con người mà vô thường, biến hóa, tùm lum đủ thứ công chuyện trong đó. Và chính vì điều đó, Chúa nói chúng ta phải kiểm soát cái miệng của mình. Coi chừng cái miệng của mình
nó biểu hiện cho chúng ta biết là chúng ta không phải là người kinh sợ Chúa. Chúng ta có thể nói một đàn lằn trảo đó là người không kính sợ Chúa. Phải chân thật, có nói có, không nói không. Chúa Giêsu dạy các môn đồ là như vậy. Đó là kính sợ Chúa, chứ không phải lúc thì nói như thế này rồi lúc thì nói như thế khác. Nói vậy chứ mà không phải vậy thì điều đó bày tỏ chúng ta rõ ràng là đó không phải là kính sợ Chúa. Mà người kính sợ Chúa thì phải biết kiểm soát ngôi miệng của mình, chớ nói lời dữ. Giờ đọc sách lời Gia Cơ. Bởi vì sao? Cái lưỡi của mình nó rất quan trọng trong cuộc đời, nó như là cái bánh lái, nó có sẽ đưa đẩy cái con thuyền cuộc đời của mình để đến chỗ chết mà mình không biết. Sự kính sợ Chúa bày tỏ điều gì nữa? Bộc lộ ra được. Đó là cái sự yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Tôi và một sư bà cũng đang nghiên cứu về cái chủ đề đó là sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa yêu chúng ta trước khi mà chúng ta chưa có biết Ngài. Chúng ta còn xa cách Ngài thì Chúa đã yêu chúng ta trước. Và Chúa muốn chúng ta nhận được cái tình yêu của Chúa, đó là Chúa yêu chúng ta trước và chia sẻ cái tình yêu đó cho người khác nữa. Do đó một người kính sợ Chúa là người đó phải biết yêu thương. Yêu thương trong mọi sự, thưa quý vị, dù đó là kẻ thù. Chúa Giêsu ngày dạy rất là rõ. Dạy điều gì? Dạy rất là rõ là phải cầu nguyện với kẻ thù. Thì đó là cái lòng kính sợ Chúa của chúng ta. Và tôi tin rằng ai đó khi mà họ nhận được cái sự cắt thiện của Chúa và cuộc đời của họ qua lời cầu nguyện của những người anh em của mình, thì phải nói rằng là họ nhận biết được đúng. Ồ, cảm ơn Chúa cho con đã gặp được một người có lòng kính sợ Chúa để cầu thay cho con. Một cái sự bày tỏ khác để chúng ta có thể bày tỏ ra cho mọi người biết là chúng ta đang là người kính sợ Chúa. Đó là đời sống, tôi không nói là đời sống giàu có ở đây nè, nói trước, tại vì cũng có người hiểu lầm là như vậy. Nhưng mà một người sống ở trong sự hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của bạn bè với nhau, của anh em với nhau, sống ở trong sự hạnh phúc đó, đó là người kính sợ Chúa. Đó là bằng chứng để cho biết mọi người biết được chúng ta là người kính sợ Chúa. Lời của Chúa ở trong châm ngôn được so sánh giống như thế này. Châm ngôn đoạn 15 câu 16, lời Chúa dạy chúng ta: thà chúng ta có ít của cải mà kính sợ Chúa còn hơn là có tài sản nhiều và bối rối cặp theo. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là chúng ta sống ở trong sự kính sợ Chúa đó, thì chúng ta còn sướng hơn là cái người giàu. Điều này là điều đặc biệt này. Kính sợ Chúa, không có của cải. Nhưng mà không có của cải không phải là không có giàu đâu nha. Nhưng mà đặc biệt chúng ta sống ở trong sự kính sợ Chúa thì chúng ta đang sống ở trong cái sự ban phước của Chúa. Một trong những sự ban phước của Chúa mà bỏ tiền ra mua không được, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc đó là cái sự hòa thuận ở trong gia đình. Hạnh phúc đó có nghĩa là chúng ta muốn có cái nhu cầu gì đó thì có. Tôi cũng có được một cái sự định nghĩa về sự giàu có này. Có người nói giàu có là phải có nhà, có đất, có vàng, có kim cương hay là có một cái tài sản quý giá nào đó. Càng nhiều càng tốt, đó là giàu có. Thường thì anh ta nghĩ như vậy, phải không ạ? Nhờ tôi nghĩ khác. Tôi không có quan trọng về vấn đề số lượng là bao nhiêu tỷ hay là bao nhiêu tiền, 100 ngàn hay là 5 triệu. Cái chuyện đó nó không quan trọng, nó không lớn. Nhưng cái quan trọng là gì? Đó là tôi cần gì thì có. Tôi chỉ cần cái đó thôi. Nói Chúa ơi, con cần cái laptop. Tôi không tốt. Bởi vì là cái máy mà con làm nó bị hư rồi. Bây giờ con cần cái máy trong laptop nó tốt. Tạ ơn Chúa, Chúa cho con laptop tốt. Cái thời đó nha, cũng là hàng hiếm. Bởi vì sao? Cái máy mà Chúa cho tôi đó, nó thuộc về cái máy của Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ đặt hàng với cái hãng HP, hãng computer của HP đó, làm ra, làm có mấy trăm cái. Nhưng mà người ta làm thì có dư. Và có một anh người quen, anh làm ở trong đó. Và khi mà tôi nói nhu cầu đó, để anh mua dùng cho.
thời đó mấy rất là đặc biệt, mang về Việt Nam uống cái của tôi, cái của Ngân, cái còn hai người nữa xài rất là đã. Lời của Chúa ứng nghiệm. Ôi Chúa ơi, con laptop bị hư rồi, giờ con cần xài. Chúa cho con cái tốt. Và đúng, Chúa cho cái tốt rất là đặc biệt, của hải quân đặt hàng riêng chứ không phải bán ra thương mại thị trường. Đó, và cái anh làm trong đó làm cái khâu kiểm nghiệm cuối cùng là thấy còn dư mấy cái đặt hàng mua. Và khi mua vậy, bởi vì anh là nhân viên trong đó, người ta lấy nửa giá. Rồi trong cái đợt cái HHB nó kỷ niệm mà cái ngày thành lập nó bớt một nửa của cái nửa giá đó, thành ra còn có bao nhiêu 25%. Và là khi mà mua tôi đưa tiền tôi trả cho anh á, thì anh cũng nói là thôi con biếu cho mục sư, con tặng mục sư, giới thiệu mục sư. Không, tôi nói anh không, mục sư nhờ con mua, giờ con trả tiền đó. Và cảm ơn Chúa, anh cũng lấy tiền, ok. Thế là tôi có được một cái máy là Chúa cho, đúng là Chúa cho tốt chứ không phải là Chúa cho không. Thế mà Chúa cho cái máy tốt, đúng như là Chúa con cần cái máy tốt của Chúa, là Chúa cho cái máy tốt. Và cái giá cả phải nói là rất là tuyệt vời, có 25% của cái giá thực sự của nó thôi. Mà nếu mà ai có tiền thì đi mua không có, bởi vì nó không có bán ra ngoài. Đây là cái hàng đặt cho hải quân Mỹ. Và cảm ơn Chúa, tôi kinh nghiệm được điều đó. Do đó phải nói là nếu mà kính sợ Chúa thì chúng ta là phải nói là giàu có, chúng ta sống hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó là gì? Chúng ta cần gì thì có đó, chứ không phải muốn gì có đó. Không phải, ai có nói khác nhau, cần cái gì thì có cái đó. À, tôi có một lần tôi xe hư rồi, bây giờ xin Chúa cho cái xe khác để đi, cái xe nãy giờ đi không nổi nữa. À, đó là cái xe đó, có cái xe riêng mà Trung Quốc. À, chú cho chiếc V làm pha sư bà tuyệt vời luôn, mà lúc đó mơ của em pha không có. Chú cho đúng là cần gì thì có đó. Và điều đó nó đến từ sự kính sợ Chúa. Do đó nếu mà chúng ta sống ở trong cái sự hạnh phúc, sự thỏa vui bình thường hàng ngày, mặt tươi rói lên, mặc dù là không có phải là đất đai hay là vàng bạc hay là châu báu hay là cái gì đó của cải nhiều giống như là người khác, nhưng mà sao vẫn tươi vậy, sống hạnh phúc vậy. Cái đó bày tỏ ra cái sự vinh hiển của Chúa qua cái sự kính sợ Chúa trong đời sống chúng ta ra người khác. Mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta ngồi đây ai nấy cũng đều được ở trong cái tình trạng đó hết. Bởi vì sao? Tôi nhìn thấy từng người có người rất là đen nha, gương mặt rất là đen nhưng mà nhìn thấy cũng vẫn sáng. Ở đây thật sự tôi nói, nếu mà ai mà có đen đen thì cũng đừng buồn nha, tôi sợ tại vì mặt mình đen. Nhưng mà tôi nhìn vô thấy vẫn sáng lên, sáng rực. Bởi vì sao? Bởi vì có sự sáng của Chúa. Cái điều đó không ảnh hưởng. Và một trong những cái điều mà người ta có thể nhìn thấy để so với những người khác mà không có Chúa đó là sao? Nhìn vô thấy sao mặt cô gái vậy? Rồi đây xong nhìn mặt tươi rói lên. Dạ. Đó là làm sao để chúng ta có thể bày tỏ và giúp được cái sự sáng đó cho người khác để biết rằng là chúng ta là người kính sợ Chúa đấy. Một điều nữa mà ngày nay đó phải nói khó cho chúng ta và khó cho tất cả mọi người nữa, đó là cái nếp sống thanh sạch. Đi ra ngoài đường thì gặp hối lộ, phải không ạ? Cái gì cũng cần phải có tiền để giải quyết vấn đề này vấn đề kia, thì đó nó không phải là sự trong sạch. Rồi là riết rồi nó trở thành cái thói quen. Ngay cả chúng ta là những cơ đốc nhân, là con cái của Chúa, đôi lúc chúng ta cũng phải dùng những cái gì nó bôi trơn, cái công việc nó mới chạy được. À, tôi nghĩ rằng là ở đây cũng có một số người, số anh em chúng ta đang làm trong công việc mình thấy được điều đó. Nó đầy đủ hết cả trong mọi phương diện, kể cả trường học. À, tôi thấy là có một số sinh viên phải dắt thầy đi uống cà phê hoặc là đi ăn nhậu để mà qua môn chẳng hạn. À, nhất là trong lĩnh vực là khi lái xe, ông thầy cũng dạy mình cũng lên xe rồi cuối cái ngày là phải gom tiền lại để bồi dưỡng cho thầy. Thầy dạy có lương rồi mình đóng tiền học phí rồi, nhưng mà phải gom lại bồi dưỡng. Nó giống như là một cái thông lệ bình thường đấy. Nhưng mà điều đó thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời của sự thánh khiết. Do đó Ngài muốn con cái của Chúa sống đời sống thanh sạch. Và chính cái sự thanh sạch đó là bày tỏ đời sống chúng ta là đời sống kính sợ Chúa. Nhưng mà khó có thể sống đời sống thanh sạch giữa một cái thế giới nó u tối vậy. Cái chuyện mà người ta thấy là bình thường thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không làm thì nó trở nên bất thường. Bình thường là gì? Gặp mất tiền, đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta đứng lại, chúng ta không đưa tiền cũng là tội, chúng ta nói cái này khùng, cái này bất thường. Như
Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái sự bất thường đó để chúng ta bày tỏ cái sự sáng của Chúa, sự sống của Chúa trong đời sống chúng ta qua cái ý nghĩa kính sợ Chúa cho nên tôi làm như vậy. Nếu một ai đó trong chúng ta có dám không? Khi mà đến xin học cho con và có một người yêu cầu chúng ta phải nộp 5 triệu để cho con vào, đó là một hình thức của hối lộ. Chúng ta dám trả giá cho cái việc là không nạp 5 triệu để con mình vào học trường đó. Không nạp thì không học, nạp thì mới vào học. Và cái việc đó nó là hối lộ. Thế mà nó đi ngược lại cái sự thánh sanh của Chúa. Và nếu chúng ta có sự trả giá, tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm nhiều việc lớn và lạ lùng hơn là cái việc mà chúng ta cố gắng để xin cho con và chúng ta vào học trường đó. Có dám trả giá cho cái sự kính sợ Chúa của chúng ta không? Và nếu chúng ta trả giá được cho sự kính sợ Chúa đó thì sao? Cuộc đời chúng ta thật tuyệt vời. Mà bởi cớ là sao? Chúa Ngài rất là vui lòng. Chúa chỉ mong muốn chúng ta có hai điều thôi, đó là kính sợ Chúa và làm trọn điều răn của Ngài. Thế là Chúa ban phước cho ngàn đời, không phải chỉ có mình chúng ta mà còn con cháu nó ngàn đời nữa. Và vấn đề là chúng ta có dám sống cho Chúa không? Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta rất là rõ, không phải chỉ nói là Chúa là bằng cái đàn, không phải, mà phải làm theo lời của Chúa, sống bằng hành động, bằng cái thái độ sống của mình, bày tỏ được cái điều đó. Và đó cũng là cái sự thách thức trong mỗi một chúng ta đây. À, nói thì dễ mà, nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà không khó đối với con cái của Chúa, bởi vì Chúa cho chúng ta có một vũ khí rất là tuyệt vời. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cảm ơn Chúa, con có kinh nghiệm điều đó và ông nói là tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi, nhưng tôi cũng không có khả năng gì mà trở thành con người trở dậy được hết. Nhưng mà nhờ Chúa. Chúng ta biết rằng là nó khó đối với chúng ta giữa cuộc đời này. Cuộc đời toàn là những đen tối gì nó bao quanh chúng ta, rồi nó canh me, nó rình rập chúng ta, kéo chúng ta trở về với cái đời sống cũ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có một Chúa Trời quyền năng, mà nhất là cái thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Linh nữa. Thánh Ngài đang ở trong đời sống chúng ta, chúng ta nhờ cậy Ngài, Ngài nhắc nhở, Thánh Linh Chúa nhắc nhở, giúp đỡ, thêm năng lực chúng ta để có thể chiến thắng được những điều này, để trở nên là người kính sợ Chúa qua nếp sống của mình, qua thái độ của mình. Chúng ta có một vũ khí mà người ngoài không biết được, vũ khí bí mật ấy, đó là nhờ cậy Đức Thánh Linh Ngài đang ở cùng với chúng ta này. Và tôi tin rằng điều đó nó sẽ là một sức mạnh cho mỗi một chúng ta ngay từ buổi chiều hôm nay. Chúng ta biết được sự quan trọng của kính sợ Chúa. Chúng ta biết được sự kính sợ Chúa đó là có nghĩa là bày tỏ qua hành động, bày tỏ qua thái độ của chúng ta. Ở trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, trong sự nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nhiều lắm, nhưng mà buổi chiều đến thời giờ không nhiều, chúng ta nhắm tới ba cái điều quan trọng đó thôi để chúng ta có thể bày tỏ sự sáng của Chúa và nếu sống kính sợ Chúa chúng ta đối với người ngoài. Và chỉ nhiêu đó thôi, tôi tin rằng Chúa Ngài cũng thấu hiểu được cái tấm lòng ao ước. Sống cuộc đời sống làm sáng danh Chúa và con cái của Chúa tại đây buổi chiều hôm nay. Chúa vui lòng, Chúa sẽ làm tất cả mọi điều của chúng ta. Cầu xin lời Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng ta. Mỗi người hạ mình xuống nói với Chúa: Chúa ơi, con biết con yêu thương, nhưng mà con biết được Chúa muốn chúng con, Chúa trao mặt lại chúng con là hãy sống kính sợ Chúa. Và giờ đây con đến với Chúa trong sự nhờ cậy. Con cầu xin sự thương xót của Chúa ở trên chính đời sống của chính mình con. Chúa giúp đỡ con, Chúa nhắc nhở con, Chúa cáo trách con, Chúa hướng dẫn cho con, Chúa sửa phạt con để con sống một đời sống kính sợ Chúa. Chúa ơi, đó là lời cầu nguyện tha thiết của tôi đối với Ngài ngay thì ở đây. Và tôi tin rằng quý vị cũng giống như tôi, hãy đến với Chúa mong ước được sống một đời sống kính sợ Chúa qua hành động, qua thái độ, và nhờ cậy Thánh Linh Chúa Ngài giúp đỡ để sau giờ đây chúng ta sẽ trở nên một con người khác, một con người mới theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sáng danh Chúa qua đời sống kính sợ Chúa của mỗi một chúng ta. Amen. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.